Dạ, mãi chưa ra. Cái nhà mà vẫn bị như thế thì mình phải thường thường sẽ không bị được đâu, chủ yếu là nằm ở viện đây xem theo dõi con ị gái như nào thôi, còn về nhà bú sữa mẹ thôi, làm sao mà táo được, chị ăn gì thì con sẽ ị ra cái đấy. Đang dặn nhưng mà chưa ra. Cái này làm từ bé mà, nó nắm từ bé, điều chỉnh từ bé. Dạ, mà chưa thể ra đâu. Chưa ra được mà khó chịu. Chụp đi ấy, chụp. Thì em cho bạn quay mặt ra đây chụp cho xin. Quay đi, anh quay đi. Anh quay đi. Về để con thoáng nhá, không ủ nước gì đâu. Bỏ chăn lên nhá chị nhá. Đây này, nhìn thấy con nổi hết nốt đây này. Để thoáng không cần phải đội mũ, chỉ cần che cái top mà được nhá. Đang tận ị này, nó quá rồi mà. Bạn ấy bị đau hay là khó chịu ở đâu mà vì bạn ấy bị đói, ví dụ có khi anh cho con ăn